bác ăn khỏe á. Ừ. Cái đó là bác tự làm hay gì? Vâng, cũng tự làm hay là làm. Nhà bác làm luôn hả? Tôi nhờ tôi làm ăn hết. Mình khỏi lợi vô quán rồi, cái này ăn này đồ này tốt rồi. Này làm không được rồi. Vậy rồi đồ chạy theo bác Hoàng. Lúc nãy là bác lấy cái hàng vậy đó cô bác anh chị. Đó, đã không? Đã xe đi ăn phở buổi tối. À, nhất ra. Xe này đi nổi nhất ở trên cái phố này luôn rồi đó. Tiệm phở này bác, xe bác là số 1. Ôi, có đèn nè. Đèn đốm ngon lành nha. Đó. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Thì tiếp tục theo hành trình của mình, Bùi Hồ đang có mặt tại thành phố Cần Thơ cùng với anh Hoa Lệ. Và hai anh em xuống đây sẽ một thực hiện một cái video cùng với bác Hoàng, người mà có khả năng sáng chế ra con ngựa sắt đi đường, và cũng như là sáng chế ra một cái chiếc xe như thế này nè cô bác quý anh chị. Mình sẽ cùng với chú và anh Hoa Lệ sẽ đi ăn tối và đặc biệt là ăn phở nha cô bác quý anh chị. Mình sẽ đợi chú để mà chú vá chiếc xe đằng kia. Chú đang vá chiếc xe đằng kia cho khách kìa. Và bây giờ thì công việc đây là cái công việc hàng ngày của chú nè. Chú đang vá một cái chiếc xe này nè. Anh này anh đang bị lụng xe và đây là công việc hàng ngày của chú. Chú phải vá cho chiếc xe của anh này. Xe bị lụng hả anh? Mình vá, mình vá nguyên đêm luôn hả bác Hoàng? Đâu có chút xíu kia nó về nhau nói rồi. Dạ. Không có mình làm tiếp. Dạ. Cái này là của người ta nhưng mà bắt giá giùm ha. Ờ, nó giùm cho nó đắt nó về nhau nói rồi mình đi. Mình lát nữa là bác ngủ ở đâu bác Hoàng? Qua đó đi, qua chỗ cái xe đi. Dạ, qua chỗ cái xe đó bác ngủ ở đó. Đưa cái xe bốn bánh vào rồi để ngủ đi. Giao nó luôn đi. Mình làm cái này cho mình đi sớm sớm chút. Dạ. Bác ngồi nghỉ gì? Ở bác đang vá nè. Thấy chưa? 76 tuổi rồi. Ừ. Bị lủng hay gì bác Hoàng? Cái này chạy cán đinh nè. Cán này hư xong nè. Bị dập luôn rồi. Một chiếc như thế là giá là ăn nhiêu tiền bác Hoàng? Mình giá lỗ là 15.000. Còn bọn nó khai giá là 30. Bác đi mua 30 thôi. Thì ba mấy 30 lượng lên lỗ. Còn đây này giá dùng nó hơn 3 15.000 lỗ à? Dạ. Anh lao động đi. 15.000 một lỗ. Rồi. Còn chỗ khách giá là bao nhiêu? 30 thôi. Còn ví dụ như mà bác giá là có đêm nào khuya nhất không? Không có khuya thì giao đó đi. Dạ. Tôi khuya tôi lượm, còn nó chưa có về, đi trên cơ quan nó chưa có về. Dạ. Ê, dài dài đi, chết đi. Ồ, có cây dài hả bác hả? Rồi, chạy đây như xong rồi. Đâu bác, đâu bác? Ừ, xong. Trời ơi, bác kỹ rồi ha. Thôi, còn cây nữa là thôi, thôi khỏi vá này, thay cái tâm đi rồi đi kìa. Ê, thấy chưa? Nè, thấy chưa? Ôi. Thôi, cái ngay chỗ nào thì tiếp nè. Đâu bác cho coi đấy. Đây nè, đây nè. Ôi. Ngay cây. Vẫn mới xong, nó cuốn mới xong được, nè, thấy chưa? Cái này anh dẫn đi cái giày xăm nó tầm gì nó cào đi cái xăm được. Nè, một cây bự bình cha luôn á. Mới bị ở nặng chờ này gần tới. Cái cây này mà gột nào còn già dọc đâu vậy? Con cổ thay xong thì giờ bị nữa. Cái xe xong nó thành. Bây giờ thay hay là giá bác? Thì giờ anh muốn thay giá chứ giá không được rồi, bị nhiều lỗ rồi. Hai cây lần mỗi trong lỗ đi. Đúng rồi. Nếu có tiền thay. Vậy thay cho con đi. Nếu mà giá đỡ cho con cũng được. Bây giờ thử có bao nhiêu lỗ rồi bác, thấy không? Dạ dạ. Để đi. Cái nhiều quá mình phá không được. Bác Hoàng phải đang thử lại cái thử lại coi nó xì bao nhiêu lỗ rồi bắt nếu như nhiều quá là bắt phải phải đổi cho xăm mới đi. Dạ. Đổi gột mới. Bị sao không anh? Mới bị đoạn gần đây nè. Ờ. Lại đi nhâm đi. Phải nó đừng có cuốn nữa là mình xài được, còn nó cuốn như vậy là hết quá rồi.
khó giá. Không, mình cứ hết nước rồi. Ôi mát đều quá trời, ôi chết rồi. Ôi thôi tùm tùm hết rồi đây. Mát đều hết. Thôi thôi mỏi quá. Thôi, thôi thay, thay luôn cho con. Cái này có nè, nó nhâm hết rồi. Có nghĩa là anh chạy nó cứ đâm á. Chưa đây nè, thấy không? Thấy nhâm hết thấy không? Cây nó ghê quá ha. Anh nhâm đấy. Ôi ơi. Thôi, đỡ bắt giá thôi. Ôi chiếc xe rất là độc lạ luôn á. Vé được không bác? Bác vé con coi rồi. Bác Hoàng sau một thời gian thì sửa xe xong thì bác Hoàng có lái một cái chiếc xe này nè. Lên để mà đi ăn cái vô cái tiệm phở ở đây để mà ăn. Đó, đây là cái tiệm phở nè. Bây giờ bác cho anh đây sẵn đây, mình không quay nhưng mà quay cho cô bác quý anh chị xem ha. Cô bác Hoàng ăn rau gì nhiều với hả bác Hoàng? Vâng vâng vâng, đúng rồi. Ăn rau gì nhiều với hả? Tốt, ăn rau nhiều đúng rồi. Cái đó là cái nồi của bác đem theo luôn á. Nồi đem theo, bác đem theo. Đâu bác lấy rau bác đem lên cho con coi. Đây, ra rồi. Rồi, nguyên một cái nồi luôn á hả? Đũa của mình luôn. Của mình, đũa mình luôn. Chứ không làm phiền gì hết. Ôi lấy mà nãy nên là hồi nãy không quay cái kia cho cô bác quý anh chị xem. Cái gì? Chứ thật ra đi lấy cái nồi mà đặt lên như là cái này là của bác Hoàng. Cực kỳ hay luôn. Không mà bác ha. Hứng quá chậm. Ô bác ăn khỏe á. Ừ. Cái đó là bác tự làm hay gì? Vâng vâng, cũng tự làm hay làm. Nhà bác làm luôn hả? Vâng, nhà tôi làm ăn hết. Mình khỏi lại quá rồi. Cái này ăn này đồ này tốt rồi. Cái đó là cái gì bác? Cái này gừng nhiều đỏi. Ngày là bác bác có thường ăn giống vậy không bác? Thì đi đâu ăn cũng như thế, cũng đem đồ về. Dạ. Ừ, chỗ nào cũng vậy. Hay cầm theo cái son vậy đó. Còn đúng rồi. À. Thế ai nói gì nói, mình cứ việc của mình gì nào. Cầm theo vừa cầm vừa ăn luôn mà. Cậu bác đang lại hả? Đọc kinh. Đọc kinh hả? Vâng, kinh Chúa đấy. Bác ăn rồi bác cho con cảm nhận nha. Vâng vâng. Bác làm nhà sửa xe lâu chưa bác này? Mới đây thôi. Cái đó là của thằng bạn. Cái đó là của thằng bạn. Ủa? Chứ có bạn bác hả? Có thằng bạn, lát nó về nó dõi về bảo vệ nó. Nó về nó làm. Còn không có nói thì tôi làm giùm nó thôi. Mình có học nghề thôi. Cái tuổi này mà làm nghề nữa, học gì nữa. Bác đã ăn ngon được như thế này nhiều lần chưa? Bao lâu mới ăn rồi? Phải có các anh đi với anh ấy. Bình thường thì tôi ăn cơm quán cũng đem cái đồ theo. Sao bác ăn cái gì nhiều ta? Rau. Rau, rau đó, rau cần hả? Vâng, vâng. Không phải đặc. Cái này rau cần. Rau cần. Thầy ăn chiếc này. Để anh ăn đi. Bác không bỏ rau vào. Dạ. Hôm nay thì mình là một tô và bắt hàng một tô. Mình của mình là mì tái, còn bắt hàng là phở tái. Chắc bắt rồi đó. Thế chị cho miếng chanh. Mình bắt hàng mặc cái áo nhìn phong sương chứ không? Bắt hàng. Dạ. Mặc cái áo nhìn phong sương quá. Không phải dành được. Dạ. Mình phải dành được. Mình muốn mình làm khác như thế nào, mình muốn mình đưa mình xuống, thấy không? Mình muốn mình mua thôi. Ngon bác Hoàng. Tốt, ăn tốt. Hôm nay ăn này ngon không? Tốt là được rồi, tốt là ngon. Trái tình
có hoa ăn giá này. Đúng không? Có hàng chứ ăn rau của bất hàng lấy mà. Nãy bác Hoàng chạy xe ngoài đường ngay đợt dịch Covid-19 nên không dám đi chung. Tại mình người, tại mình người dân địa phương khác đến anh Hoa. Nên thành thử ra đi chung thì sẽ ở đây rất tối nữa. Thế thì mình ngại, mình sợ mình giao thông chứ mình đi mỗi người. Có chút xíu là quay bắt chạy về ha. Khuya gì thì bác thường ăn gì? Về của nước em chuối đấy. Chuối dạ. Thẳng. 3 ly trà đá. Ờ. Hai ly thôi, hai ly. Sao bác không uống? Tôi uống nước nhà. Nhưng mà bác ăn không bác phải uống chứ. Ờ. Con mời bác Hoàng tiếp nha. Ừ. Bác Hoàng chạy xe ra ngoài đường người ta nhìn bác Hoàng dữ ha. Uống nước không uống. Ba để có để cái bác có mời bác á. Ừ. Cái tô của bác Hoàng đặc biệt cái là người ta ăn bằng bằng tô. Thì bác Hoàng là nguyên một cái nồi. Ở đây là ai cũng nhìn bác Hoàng được. Nước cà phê là cái sở thích mọi người. Có hàng ăn bằng cái nồi ngon hơn. Ngon hơn đúng rồi. Cái nồi bổ đồ ăn nhiều hơn. Nhưng người ta nhìn bác ngại không? Ừ. Ta nhìn bác ăn bằng cái tô bác ngại không? Bằng cái nồi chứ. Nồi. Không duy ngại. Bác Hàng đưa lên đôi đũa cho mọi người xem là đôi đũa của bác tự đem. Mình ăn cái này là kiểu Tây Phương. Đồ đổ đó bác tự làm luôn hả? Tự làm luôn. Có cái muỗng để mua nè. Ờ cái muỗng đó không phải là muỗng của quán hả? Đúng rồi. Mình đem theo. Lúa, muỗng, son. Tự đem theo rồi. Mà lý do tại sao là bác phải đem theo như vậy? Về giải thích mọi người nghe người ta chửi mình chết. Công ty giải thích. Cái gì nó cũng có cái lý do mà. Nhưng mà đối người ta bắt ăn cũng vẫn được vậy. Rồi chắc không sao. Nhìn một lần sau thấy thấy thả ở đây ngon bác Hoàng. Thả ở đây ngon không? Tốt. Chắc là bác là khách quen ở đây rồi còn gì nữa. Đúng không? Đúng rồi, ăn tốt, cái này tốt. Nghe nói ăn cái là chạy qua đây là biết là chắc là quen rồi. Đây là một cái quán phở rất ngon ở thành phố Cần Thơ. Và chút xíu nữa điều độc lạ nữa là mình qua quay cái chiếc xe của bác Hoàng là đặt cái cửa. Hoàng chạy chiếc xe phía kế của mình vô cái quán phở này mà ai cũng như đi được cũng gì nhỉ.
Hôm nay thì hai anh em mình muốn mời bác Hoàng ăn tối một đêm ngay cái quán phở, để cho bác Hoàng có một bữa tối thành soạn ha. Rất là bất ngờ khi mà thấy từ lúc ăn là cầm cây son ra với rau rất là nhiều luôn. Lúc nãy mình hai anh em mình á thì ba tô, nhưng mà bác Hoàng đặt lên mình tưởng đâu là bác Hoàng đem một thố cơm nhưng mà không ngờ là bác Hoàng đâu có ấy, mà bác Hoàng đổ nguyên cái, em quay đổ nguyên cái bác thở vô luôn. Tắt nào. Thế mình ăn như vậy nè, một mình không sợ đau nữa, thứ hai mình không sợ cái giấc ăn không tiêu thì nó có tỏi con đường công nghệ hết rồi. Thứ hai mình không có sợ đột quỵ, để ăn thì nó dẫn máu con người là không đột quỵ. Bác ăn rau cần nhiều ghê á. Mà bác Hàng phải ăn thêm một tô nữa mới được. Thôi không, năng lượng mình đủ rồi. Đủ cho bác tới sáng chưa? Cái vị sao bác hả? Vị ngon không? À. Cái vị ngon không? Ăn tốt rất ngon ngon. Nhưng mà bác ở ngoài miền Trung thì cái vị đây nó có quen với bác không? Quen, mình qua bác mình 10 năm rồi, gọi mình về rồi. Mình vào hồi 10 tuổi thôi. À, tí xíu nữa thì sau khi ăn xong thì chắc Bùi Hồ với lại anh Hoa Lệ sẽ quay cho bác Hoàng chạy một đoạn, đầy xe chạy đoạn về. Vì một cái lý do là tính ngồi lên xe của bác Hoàng luôn, nhưng mà vì dịch bệnh nên hai anh em không có tiện ngồi ha. Một là an toàn giao thông ở ngoài đường nè, hai là mình là người địa phương khác nữa ha. Ừ, cũng được đó. Dạ. Mỗi một ngày mà bác Hoàng ăn tốn nhiều nhất là bao nhiêu tiền? 20.000 nguyên một ngày hay là một buổi? Một ngày luôn. Cái tháng mình ăn 10.000 cơm. Có ăn rẻ nhất, đi đến đâu ra mà ăn rẻ nhất. Rồi tối gì bác có ăn không? Không, không ạ. Bữa nay ăn tối rồi đó, chứ không ăn. 20.000 ăn cho no phải không ạ? Cơm với rau vậy nè. Khi mà bác ăn ngon nhất là bác ăn với gì? Rau, các loại rau. Các loại rau hả? Thế anh đến bác sĩ bảo anh ăn cao thì nhiều. Dạ. Ăn cao nhiều mới phải thêm những cái gì này. Thì là rất quan trọng đấy. Hồi nãy bất ngờ là khi bác Hoàng đưa lên một cái nồi như vậy, nhưng mà bác dở ra mình tưởng nó là cơm, nhưng mà thật ra đó là một nồi rau luôn, và bác nãy giờ cũng ăn hết luôn. Chứng tỏ bác Hoàng ăn khỏe đấy. À. Thêm một suất nước nữa nha. Nước thêm hả? Thêm một suất nước nữa. Bánh thêm không bác? Ngon. Còn thêm tí nữa đi. Thêm nữa hết rồi. Hai con tử. Vừa thôi. Nhìn thấy cái tay của bác này. Đâu. Giờ quán là người hết luôn rồi đó. Còn mình cơ mà. Hiện nay là 10:30 tối.
Bác Hoàng chắc có lẽ là vị khách đặc biệt nhất trong quán và là vị khách cuối cùng ở quán. À, nhìn cười như vậy. Đi đến đâu cả cũng biết, gặp một bớt là cái việc bớt. Dạ. Quán này biết bác không? Biết mấy năm rồi. Mà nó đâu biết, lần không có biết được. Thôi bác ăn đi nha, để hỏi em này ra. Em có thấy con ngựa của bác Hoàng không? Dạ. Em có thấy con ngựa của bác không? Chưa thấy nữa. Dạ hả? À, à, đúng rồi. Cuối cùng thì bác Hoàng ăn cũng gần xong rồi. Ở đây mình không phải nói khen, chứ tôi ăn chỗ nào một lần tôi biết cái chỗ đó làm đúng chất lượng. Cái thịt nó làm mềm ăn được, còn mấy chỗ kia nó lấy thịt dưa, thịt dai mình ăn không được. Mấy chỗ khác ấy, ở đây thịt nó tốt, ăn luôn. Cho nên khách thích được như thế. Thịt mềm. Rồi tôi ăn được khoảng. Bây giờ tôi giải thích hai cái bát chẳng giải thích luôn. Cái đũa này là thích như vậy thì cái đũa này anh này ăn, anh ăn, anh để rồi mình ăn. Còn tôi ăn như đặc, không có gì cảm mà vậy thôi. Dù bao giờ bắt mời tôi ăn đám cưới, tôi bảo bác phải làm tôi một mâm riêng ăn. Một cái lỗ gì vậy? Một cái lỗ nối như này, thế là bác thì cắm vô, bác thì cắm vô, thì cắm vô không được. Còn nói thí dụ uống rượu đi, mỗi một người một ly như này uống rồi. Còn một cái ly rượu cái là bác này cầm phút nữa. Vậy thôi. Không dùng chung. Đúng không dùng. Dùng chung là... Cho nên nhà hàng, người ta nhà hàng lớn, người ta xài rượu mới, ăn thì bỏ, đúng không? Rồi đổ vấn, ăn không thì bỏ. Mình mới học đó. Nhưng mà tối tôi đi chỗ nào cũng được, vậy tôi đem sẵn ra là ra làm không có lấy quà. Đậm đà hả bác ha? Tốt, bữa nay hai bác đại tôi ăn không tốt. Mỗi lần tôi không được ăn như vậy. Lâu lâu một tháng, hai tháng tôi đến đây. Khi nào mà tích lũy nhiều tiền bác mới ăn lần? Ừ, một tháng mới ăn. Tí nữa ra làm lon bia nữa bác ha. Ừ. Thấy là rượu. Thế rượu bia không chơi. À, rượu bia không chơi. Còn bác Vinh chị thấy chiếc xe của bác Hoàng nè. Đậu ở đây là bên kia mà một chiếc xe ô tô bên kia cần. Nên chiếc xe đây độc nhất luôn. Nhưng mà nãy thì nguyên một hàng xe du lịch luôn, nhưng mà chiếc xe bác Hoàng là lạ nhất luôn á. Cũng quay cho cô bác Vinh chị xem. Cũng bốn bánh như người ta, nhưng mà chiếc xe của bác Hoàng thì khác cùng chiếc xe của Gao. Ồ, Gao nữa hả bác ha? Ừ. Gao là một điều phút rồi. Rồi lát nữa tính tiền giao bác Hoàng thêm. Chứ sao vậy? Lát tính tiền giao hơn thêm không em? Dạ. Lát có tính tiền giao của bác này không? Bán hết giao luôn rồi. Cô nghe mùi thơm nọc. Thơm ghê luôn á. Thật ra thì hai người thanh niên mà ăn không lại bác. Ăn lại nó lên. Thì nước da của bác biết rồi. Thế các anh có ăn rồi thì có ăn đi. Dạ. Các anh có ăn sẵn ở đâu đó rồi. Chưa. Chưa. Chưa chia chia giờ chưa ăn cái gì mà. Nãy con chạy vô quán kia uống chai nước ngọt chứ đã ăn cái gì đâu mà. Ừ. Bây giờ nước ngọt uống nó hơi đi. Quá chất đấy. Đúng rồi, nó có đường á. Nó chất đấy. Có ga nữa. Ê, làm bắt nữa ha. Ừ. Đánh bắt nữa đi rồi về. Không được. Chứ cái xe kia bốn bánh mà sợ gì bể bánh. Làm bắt nữa nha bác, làm bắt nữa nha bác Hoàng ha. Thưa có bắt khoản đúng không? Thế tôi ăn rồi à? Cái gì thế? Không sao, con còn tiền. Cứ ba cứ ăn thoải mái đi.
Dạ là cái nồi này là lúc nào bắt đi bắt treo lên xe hả? Vâng vâng. Ôi trời. Treo lên xe là lúc bị đồ nghề nỉ hút mình để lên xe. Đủ rồi hết đó. Đồ nghề. Thêm một cái hũ mắm này nè. Ừ. Đó, đi là cầm nguyên cái bộ đồ nghề chạy đi á. Ừ. Đồ nghề ăn uống. À. Thay vì bác muốn 10 thang thuốc không phải bác ăn cả. Như vậy. Cái này là tỏi với gì đâu ra bắt gừng hả? Gừng nghề. À, gừng nghệ. Mà bà ăn hết gừng nghệ trong đó đúng không? Nhiều lắm ha. Mình chỉ khẩu phần mình ăn, không có ăn ăn nhiều lá điều không được. Quá điều không được. Bác 76 tuổi khỏe hả? À, 76 tuổi nhiều. Mừng quá nè. Quá phần. Ai khỏe không nhìn da mặt là biết tiền. Da mặt ra đây. Bệnh mà. Ừ, mình nó đỏ như thế này. Có ai mà bị nè. Mà sao em đi bỏ rồi vậy? Thôi được rồi. Rồi vậy là không được rồi. Vậy rồi chạy theo bắt họ. Kỳ cục. Ăn bỏ hết giờ mà rồi chạy theo bắt họ sao cho ngủ rồi. Tội ăn đồ ăn chưa hết tội mà. Dạ. Không đáng là chứ. Bởi vì người ta nói là à, tham mua hơn lãng phí mà. Nhưng mà con nghe là bác Hoàng ăn nhiều sợ hại bao tử. Ăn mấy tất con ăn ít. Ăn mấy tất thì không có hại. Vậy là tháng này là ghé ở quán này mấy lần rồi bác Hoàng? Lâu đâu mới gần, một tháng ghé lần. Tháng này giờ mới ghé đó hả? Ừ đúng rồi. Vậy là bây giờ cuối cùng thì bác Hoàng cũng ăn hết rồi. Vậy giờ hết bắt cháu mình chạy xe về ngủ là được rồi ha. Ừ. Hai tí nữa mọi người giới thiệu bác giới thiệu xe của mình đi cái xe mà nhiều người gọi nhiều quá. Đem về bác Hoàng ha. Bác đem bác về. À, bây giờ bắt cháu mình về. Thế bác gì lên xe ngồi cho ngồi tôi chạy về không? Dạ. Lên xe tôi ngồi đi chạy về không nha. Lên ngồi đại đi, đi thử cho biết. Chiều đi rồi bác. Ừ. Chiều chạy lát có bốn rồi. Lên tôi chạy về. Bác này chạy sao? Bác có con đồ nghề về nữa không? Hết rồi đủ hết, vô đây đủ hết rồi. Muốn đũa rồi đây. Đâu đâu đưa con coi bao rồi bác. À, rồi. 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 Lúc nãy là bác lấy ra cái hàng vậy đó cô bác anh chị. Đó, đã không? Nhét vô hả bác? Rồi xách ra, đây. Rồi bye bye tiệm phở nha. Cảm ơn nhiều, rất ngon. Thôi xin chào các anh chị ạ. Vui vẻ. Hôm nào gặp lại. Tháng sau gặp lại. Dạ không, bác ngồi đi con lái xe mới được. Lái xe đi ăn phở buổi tối. À, nhất đó. Lái xe này đi nổi nhất ở trên cái phố này luôn rồi đó. Tiệm phở này bác, xe bác là số 1. Ôi, có đèn nè. Đèn đốm ngon lành nha. Đâu bác nhanh đó bác. Bác nhanh bác Hoàng. Chưa có đắt. Ồ, ghê hơn. Đèn nhanh sao nè? Đèn